TK xin chào các bạn đến với chương trình học Anh ngữ với chúng tôi Study English with us Hôm nay chúng ta sẽ học thêm một bài nữa về âm câm Và chúng ta học về âm C các bạn nhé Khi C là âm câm Trong bài học trước chúng ta học về chữ B Hôm nay mình học chữ C à, Một lần nữa TK giải thích lại âm câm là gì Âm câm là chữ không được phát âm Ở trong một từ của tiếng Anh Mình thấy chữ đó viết ra Nhưng mà khi phát âm thì mình không phát âm chữ đó chữ đó gọi là âm câm. Như vậy khi nào thì C là âm câm? Ở trong một số trường hợp khi C đứng sau chữ S, hoặc mình nói ngược lại là khi chữ S đứng trước chữ C. S đứng trước C các bạn nhé. Và mình lưu ý ở đây chỉ là trong một số trường hợp mà thôi, không phải 100%. Mình xem ví dụ. Đầu tiên chúng ta có S, C, E, N, T. Có nghĩa là mùi hương. SC nhưng mà vì chữ C là âm câm nên chúng ta bỏ chữ C ra. Mình chỉ còn lại là S -E mình đọc là scent. Scent có nghĩa là mùi hương. Mình có chữ scene có nghĩa là cảnh, phong cảnh, hiện trường. Cũng có SC nhưng mà C là âm câm. Scene. Mình có từ khoa học là science. Từ này chúng ta sẽ tách đôi ra thành ra hai âm, Âm đầu tiên là sai, âm số 2 là ẩn. Tượng cùng có ce đọc là S. Science, science là khoa học. Scenario, scenario, scenario. Có nghĩa là kịch bản hoặc là viễn cảnh. Nhấn âm số 2, scenario, scenario. Từ tiếp theo chúng ta có chữ con, sau đó mình có chữ science. Chữ ngoài sau mình thấy giống như chữ khoa học đúng không? Science viết giống nhau. Nhưng mà khi chúng ta ghép lại như vậy thì mình không đọc là science nữa. Mình đọc là conscience. Conscience có nghĩa là lương tâm. Conscience. Chúng ta có từ conscious. Conscious là tỉnh táo, nhận biết hoặc là có ý thức. Conscious. Và hai từ này chúng ta đều nhấn âm đầu tiên hết. Conscience. Conscious. Từ conscious có nghĩa là tỉnh táo. Như vậy khi chúng ta muốn nói một người nào đó bị bất tỉnh hoặc là mất ý thức, mất nhận biết, thì chúng ta thêm tiếp đầu ngữ ân ở ngoài trước. Khi mà mình có chữ ân ngoài trước thì có nghĩa là phản nghĩa lại của cái chữ đó. Thay về tỉnh táo, bây giờ đổi lại là không tỉnh táo hoặc là bất tỉnh. Mình nói một người nào đó bị hôn mê. Unconscious. Như vậy chúng ta có câu He is unconscious after the accident. Mình dịch là anh ấy đã bị bất tỉnh sau khi bị tai nạn. He is unconscious after the accident. Chúng ta có từ scissors, có nghĩa là cây kéo hoặc là cái kéo. Mình nhấn âm đầu tiên, C, âm số 2, chúng ta đọc chữ Z, scissors. Scissors. Descend có nghĩa là xuống hoặc là buông xuống, rơi xuống. Descend. Từ cái từ này chúng ta có một từ liên quan là descendant. Có nghĩa là con cháu hoặc là hậu duệ. Descendant. Các bạn có coi phim Hàn Quốc, mình có cái phim là hậu duệ mặt trời. Thì từ tiếng Anh của phim đó là Descendant of the Sun. Hậu duệ mặt trời. Descendant of the Sun. Mình có từ muscle, có nghĩa là bắp thịt hoặc là cơ bắp. Chúng ta nhấn âm đầu tiên là mus, âm số 2, so, muscle. Disciple, có nghĩa là môn đệ, đệ tử hoặc là môn đồ. Chúng ta thấy ở trong kinh thánh Đức Chúa Giêsu có 12 môn đệ hoặc là 12 môn đồ. Thì họ sử dụng chữ disciple. Fascinate, có nghĩa là quyến rũ hoặc là hấp dẫn. Fascinate. Và một ví dụ nữa là từ miscellaneous có nghĩa là linh tinh những cái việc linh tinh những chuyện linh tinh những cái việc lặt vặt miscellaneous như vậy trong những ví dụ này chúng ta thấy đều có chữ sc 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 tất cả đều có chữ sc và khi chữ sc đứng gần nhau như vậy thì tất cả những chữ c của mình đều là âm câm chúng ta không phát âm chữ c đó các bạn nhé như vậy, phần đầu tiên của chúng ta là C là âm câm ở trong một số trường hợp khi C đứng sau chữ S, hoặc nói ngược lại là khi chữ S đứng trước chữ C. Và vì nó chỉ ở trong một số trường hợp mà thôi, cho nên TK sẽ đưa cho các bạn một số ví dụ khi mà chữ S và chữ C đứng gần nhau nhưng chữ C không là âm câm. Các bạn có thể ghi chú lại để mình nhớ những chữ này, chữ C không phải là âm câm nha. Mình có chữ scandal. Scandal bắt đầu bằng SC. Scandal. Mình thấy ở trong tiếng Việt hay nói là scandal đó. Là từ chữ này các bạn nha, scandal. Có nghĩa là vụ tai tiếng hoặc là lời bàn tán. Scandal. Và mình thấy chữ C này mình đọc âm K, scan. Scan. Scandal. Tiếp theo chúng ta có từ scan, có nghĩa là nhìn kỹ, quét ngang qua hoặc là đọc lướt. Mình hay có cái máy máy scan, scan nào đó các bạn, mình thay vì mình chụp hình thì mình scan cái hình đó thì cũng là từ này luôn các bạn nhé quét ngang qua hoặc là đọc lướt nhìn kỹ scan skeptic có nghĩa là người hoài nghi người hay nghi ngờ skeptic skeptic script kịch bản phim hoặc là bài viết script scream hét lên gào lên scream Scroll là cuộn giấy. Scramble là bò, trường, trèo hoặc là đánh trứng. Đánh trứng có nghĩa là ví dụ như chúng ta có trứng ốp la nè, trứng mình đánh lên nè, thì scramble egg là trứng mà mình đánh lên, mình đập trứng ra xong mình lấy đũa mình đánh lên á, trước khi mình chiên. Trứng mà chúng ta chiên theo kiểu đó gọi là scramble egg. Thì trong những trường hợp này, chữ s và chữ c đứng gần nhau và tất cả những chữ C này chúng ta đều phát âm là chữ K. Scandal, scan, skeptic, script, scream, scroll, scramble. Như vậy các bạn nhớ nha, trong trường hợp đầu tiên C là âm câm khi S đứng trước chữ C ở trong một số trường hợp. Tiếp theo C sẽ là âm câm khi C đứng trước chữ Q. Hoặc mình nói ngược lại là khi chữ Q đứng sau chữ C. Mình có ví dụ acquaint. Chúng ta thấy có chữ C nếu mà chữ C bình thường không phải là âm câm mình sẽ đọc là acquaint. Chữ E vì chữ C mình đọc là ạc. Nhưng mà vì chúng ta nhấn âm số 2, chữ C là âm câm, chữ E đọc thành chữ er. acquaint. acquaint làm quen hoặc là báo cho biết, đây là một động từ. Danh từ của từ acquaint có nghĩa là acquaintance. acquaintance. Người quen hoặc là sự hiểu biết. acquitted, tha bổng. Danh từ là acquittance, sự trả nợ. Acquire, thu được hoặc là đạt được. Acquirement là danh từ, sự thu được, sự đạt được. Như vậy trong những ví dụ này, chữ C đứng trước chữ Q và tất cả những chữ C này đều là âm câm hết. Như vậy trong bài ngày hôm nay chúng ta thấy mình có hai luật. C là âm câm ở trong một số trường hợp khi C đứng sau chữ S. Và luật số 2 là khi C đứng trước chữ Q. Để cho chúng ta có thể nhớ được những chữ này thì mình lại học cái mẹo là mình đặt một cái tên nào đó cho những chữ viết tắt này. Ví dụ như chúng ta lấy trái cây đi. Mình có chữ S là trái sung. Chữ C là trái cam. Sung trước cam. Hoặc là cam trước quýt. Các bạn ha. S, C, sung cam. C, Q, cam quýt. Như vậy mình nhớ là sung đứng trước cam và cam đứng trước quýt. Trong những trường hợp đó thì C là âm câm. Nếu mà các bạn thích mà học của TK, các bạn giúp cho TK bằng cách là mình like và share video này nhé. Và nếu mà các bạn chưa có đăng ký vào trong kênh của TK thì lúc này chúng ta dành một vài giây. Mình nhìn xuống phía dưới video có chữ đăng ký hoặc là chữ subscribe. Nếu mà là cái nút đó có màu đỏ thì các bạn bấm vào cho nó chuyển thành màu xám các bạn nhé. Trước khi chúng ta kết thúc thì các bạn đọc lại một lần nữa những từ mà hôm nay mình đã học, những từ mà có chữ si là âm câm chung với TK nhé. Thì khai đọc một lần các bạn nghe và các bạn đọc theo nha. Sent. scene, Science. Scenario. Conscience. Conscious. He is unconscious after the accident. caesars descend descendant descendant of the sun muscle disciple fascinate miscellaneous acquaint acquaintance acquit acquittance acquire acquirement TK cảm ơn các bạn vì hôm nay đã học chung với TK. Chúc cho các bạn học thật là tốt và chúng ta gặp nhau trong video lần sau nhé. Bye bye!